Bonnie Vlog xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã xem video. Nếu thích xin đừng quên like, subscribe, ủng hộ Bonnie nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hoa Kỳ chính thức chấm dứt quan hệ với WHO. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ chính thức chấm dứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào ngày 29 tháng 5. Chưa đầy 2 tuần trước, Tổng thống Trump đã cảnh báo WHO rằng Hoa Kỳ sẽ cắt tài trợ cho tổ chức này trừ khi họ thực hiện các bước cải cách quan trọng để chứng minh WHO hoàn toàn độc lập và không bị lệ thuộc vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phát biểu tại Nhà Trắng hôm thứ Sáu, 29 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ cho biết, chúng tôi đã nêu chi tiết về những cải cách cần phải thực hiện và đã trao đổi trực tiếp với họ, tức là WHO, nhưng họ đã từ chối hành động vì họ đã không thực hiện các cải cách khẩn thiết theo yêu cầu. Nên hôm nay, chúng tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới và chuyển các khoản tiền tài trợ cho tổ chức này sang cho các nhu cầu sức khỏe toàn cầu khác xứng đáng hơn. WHO đã không trả lời yêu cầu bình luận về tuyên bố này. Tổng thống Trump nói rằng các quan chức Trung Quốc đã không báo cáo khi virus corona Vũ Hán mới khởi phát tại nước này và đã gây áp lực với WHO để đánh lừa thế giới khi virus này bị chính quyền Trung Quốc phát hiện lần đầu tiên. Vào ngày 18 tháng 5, Tổng thống Trump đã phát thảo một loạt các động thái đáng ngờ của WHO liên quan đến đại dịch trong một lá thư gửi người đứng đầu tổ chức là ông Tedros Adhanom. Trước đó, WHO đã chỉ trích lệnh cấm đi lại với Trung Quốc mà Tổng thống Trump đã sớm ban hành ngay khi có thông tin dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán. Tổ chức này cũng lặp lại tuyên bố của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 1 rằng không có bằng chứng nào về việc virus corona Vũ Hán có thể lây nhiễm từ người sang người. Thế giới cần câu trả lời từ Trung Quốc về virus. Chúng ta phải có sự minh bạch, ông Trump nói vào hôm thứ Sáu. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra tuyên bố rút khỏi WHO cùng với một số hành động nhằm vào Trung Quốc. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với một số công dân Trung Quốc và ký một tuyên bố nhằm bảo vệ các nghiên cứu đại học của Hoa Kỳ. Ông Trump cũng chỉ đạo các quan chức thực hiện các nghiên cứu đối với hoạt động của các công ty Trung Quốc đang được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ với mục tiêu bảo vệ các nhà đầu tư nước này. Khoản tiền tài trợ của Hoa Kỳ cho WHO cao gấp 10 lần so với khoản tài trợ từ phía Trung Quốc. WHO là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, từ lâu bị ảnh hưởng bởi các ưu đãi chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người đứng đầu hiện tại của WHO là Tedros Adhanom, vốn là cựu thành viên của nhóm theo chủ nghĩa Mao ở Ethiopia. Từ các số liệu thống kê, từ lời nhân chứng và tài liệu cung cấp cho The Epoch Times, có thể thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che giấu quy mô thực sự của dịch virus corona Vũ Hán bùng phát ở Vũ Hán và các khu vực khác của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Tedros lại liên tục ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc về sự minh bạch khi chính quyền này ứng phó với sự bùng phát. Trên thực tế, minh bạch mới chính là thứ mà thế giới không hề nhận được từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các chuyên gia và quan chức chính phủ trên thế giới đều có nhận định như vậy. Sau đây tôi xin cập nhật tin tức mới vụ tướng Flynn hoan hô giám đốc tình báo quốc gia, công bố bản transcript cho thấy Obama và ekip đã hãm hại tướng Flynn ra sao. Như mọi người đã biết, quyền giám đốc tình báo quốc gia Richard Reynolds là người đã giải mật vụ án Flynn. Trước khi ra đi, Reynolds đã để lại tài liệu này và tân giám đốc Radcliffe quyết định công bố rộng rãi. Radcliffe nói trong một tuyên bố là giám đốc tình báo quốc gia, tôi có nghĩa vụ phải xem xét các yêu cầu giải mật với ưu tiên bao trùm bảo vệ các nguồn và phương pháp, đồng thời cung cấp sự minh bạch bất cứ khi nào có thể. Theo đó, hôm nay, văn phòng giám đốc cơ quan tình báo quốc gia đã giải mật các transcript liên quan đến trung tướng Michael Flynn. Ai là người yêu cầu phải công bố transcript? Grassley là người đầu tiên yêu cầu công bố bản transcript giữa Flynn và Kislyak vào tháng 2 năm 2017 khi ông là chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện và một lần nữa ép Bộ Tư pháp phát hành các hồ sơ vào tháng 5 năm 2018. Bản transcript. Đây là bản transcript ghi lại buổi nói chuyện giữa tướng Flynn, lúc đó chưa tuyên thệ là cố vấn an ninh cho Tổng thống Trump, với đại sứ Nga vào ngày 22 tháng 12 năm 2016, tức là trong giai đoạn chuyển tiếp từ Obama sang Tổng thống Trump. Các cuộc gọi điện thoại giữa Flynn và Kislyak
diễn ra vào năm 2016, vào ngày 22 tháng 12 và ngày 29 tháng 12. Nội dung, hai người chỉ thảo luận về chính sách ở Trung Đông. Tướng Flynn đã có những câu nói rất hay. Ví dụ, ông nói như sau. Hoa Kỳ và Nga chắc chắn có một kẻ thù chung. Nga có vấn đề và Hoa Kỳ cũng có vấn đề với nó. Hãy nhớ, thưa đại sứ, ông không nói chuyện với một nhà ngoại giao mà là đang nói chuyện với một người lính. Tôi là một người rất thực tế. Đó là tất cả về các giải pháp nên làm. Đại sứ Nga Kislyak, theo transcript, đã mong có cuộc nói chuyện tiếp và Flynn cho hay có thể cuối tuần tới. Bản tóm tắt cũng tiết lộ rằng Kislyak nói rằng Điện Kremlin muốn chuyển đến Tổng thống đắc cử để tổ chức một cuộc nói chuyện qua đường dây video an toàn giữa Tòa Bạch Ốc và Điện Kremlin sẽ có sẵn từ ngày 20 tháng 1. FBI chọn cuộc gọi nào để theo dõi? Bản sao của cuộc gọi giữa Flynn và Kislyak vào ngày 22 tháng 12 năm 2016 được chọn để theo dõi và sau đó bị rò rỉ đến Washington Post và cũng được Reynolds giải mật và chia sẻ với các nhà lập pháp trên đồi Capitol. Các viên chức cấp cao của Obama yêu cầu vạch trần tướng Flynn khi nào? Phần lớn các yêu cầu từ các viên chức cấp cao của Obama đã đến trước các cuộc gọi của Flynn với Kislyak vào những ngày đó, có nghĩa là họ vu cáo chụp mũ tướng Flynn dính líu Nga. Danh sách các viên chức của Obama, hơn 20 người, Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper yêu cầu vào ngày 2 tháng 12 năm 2016, Giám đốc CIA John Brennan ngày 14 tháng 12 và ngày 15 tháng 12 năm 2016, Giám đốc FBI James Comey vào ngày 15 tháng 12 năm 2016. Các bạn thấy không? Thật tội nghiệp cho tướng Flynn. Dưới chỉ thị của Obama, chúng ta hãy nhìn xem tư pháp Hoa Kỳ bị tổng thống da đen này bôi nhọ ra sao. Ba viên chức cao cấp của CIA, FBI và tình báo quốc gia đều làm việc cho Obama, cho dù Obama đã không còn là tổng thống. Một vị tướng của quốc gia đã bị hãm hại và chỉ được minh oan sau 3 năm. Flynn bị sa thải khỏi vị trí cố vấn an ninh quốc gia vào tháng 2 năm 2017. Việc từ chức được đưa ra khi ông bị buộc tội lừa dối phó tổng thống Pence và các quan chức cấp cao khác của Tòa Bạch Ốc về việc liên lạc với Kislyak, những người đã tác đầm lầy tư pháp. Tất nhiên là Tổng thống Trump luôn kêu gọi phải tác đầm lầy ở Washington. Đây là những người đã làm việc này, là công dân Hoa Kỳ. Chúng ta nên cảm ơn họ. Không có họ, một vị tướng ưu tú của Hoa Kỳ bị bôi nhọ, nhà tan cửa nát. Không có họ, nhiều người vẫn tin tưởng vào CIA, FBI. Nhân sự ở CIA, FBI thời Obama là những kẻ tồi tệ, nếu không nói là phản quốc. Tổng trưởng lý Bill Barr, luật sư Jeff Jensen, Richard Reynolds, nguyên chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Grassley. Việc unmasking sai hay đúng? Việc bóc trần không sai, nhưng nếu đó chỉ là để phục vụ cho một âm mưu tồi tệ, thì sự việc đó cần phải công bố. Người dân Hoa Kỳ có quyền được biết để quyết định lá phiếu của họ. Biden, ứng cử viên tổng thống của Dân Chủ, là người vừa già, vừa có vẻ bị bệnh mất trí nhớ, bất tài, thì người ngu nhất thế giới cũng biết là sau lưng Biden là cựu tổng thống da đen Obama. Ông này đã làm những gì không đúng cho quốc gia? Hãy xem tài liệu với đủ chứng cứ. Không lẽ người dân Mỹ muốn biên giới mở toang cho những kẻ di dân bất hợp pháp vào? Không lẽ người dân Mỹ đuôi không thấy đa số các tội phạm ghê tởm độc ác đều rơi vào các di dân lậu hay bất hợp pháp có nguồn gốc Hồi giáo? Không lẽ người Mỹ muốn Hoa Kỳ luôn quỳ mọp trước người Hồi giáo? Không lẽ người Mỹ muốn Hoa Kỳ phải ẹ cổ ra đóng cho Liên Hiệp Quốc trong khi nhiều hạ tầng cơ sở của Mỹ đang rất tệ? Không lẽ người Mỹ muốn dân chúng bị coi như một đàn cừu ngu si và bị bịt mắt, bị hướng dẫn, quẹo phải, trái theo đám media thổ tả? Kết luận, Cộng hòa đã yêu cầu từ năm 2017, ngay một năm sau khi tướng Flynn bị hãm hại, phải từ chức, phải bán nhà để trả tiền luật sư. Mất gần 4 năm, Tổng trưởng lý Barr đã khôi phục lại được danh dự cho nền tư pháp của Hoa Kỳ, dù chỉ một phần nhỏ. Ông đang chỉ thị tiếp tục điều tra để tắt tiếp những bùn lầy nước đọng do Obama để lại. Người Mỹ tử tế, có học, có hiểu biết, yêu quốc gia sẽ tự biết nên chọn ai trong năm 2020. Cuối cùng, Twitter thổ tạ vừa gửi thư, các tweet của Tổng thống Trump không vi phạm, hoan hô không để media thổ tạ hướng dẫn người dân. Tất cả media social, tất cả sống nhờ người tiêu dùng, không có chúng ta tham gia.
họ sẽ không có tiền quảng cáo. Do đó không có lý do gì các social media thổ tả này thân cộng lại ngắn nhãn hoặc dẫn những bài viết chỉ trích dân chủ Trung Cộng. Tại sao lại để kẻ khác kiểm duyệt? Tại sao lại để kẻ khác hướng dẫn tư tưởng của chúng ta? Tại sao lại cho phép họ xem chúng ta như những con cừu ngoan, biểu tổ chức A dẹp là dẹp, biểu cá nhân B tốt là tốt? No way! Chúng ta có mắt để nhìn, có tai để nghe, có óc để suy đoán. Chúng ta biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là mị dân, đâu là fake news. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Nếu thích xin đừng quên like, subscribe, ủng hộ Bonnie nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.